Một tòa án Việt Nam vừa y án 12 năm tù giam đối với nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực, thành viên của Hội Anh em Dân chủ, về tội danh lật đổ chính quyền nhân dân. Chiều ngày 26 tháng 12, luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho ông Nguyễn Trung Trực, nói với VOA. Hôm nay, tòa cấp cao tại Đà Nẵng đã xử phúc thẩm ông Nguyễn Trung Trực về cái điều 79 cũ là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Phiên tòa bắt đầu lúc 8 giờ đến 10 giờ 45. Kết quả phiên tòa thì tòa án đã tuyên y án 12 năm tù và 5 năm quản chế. Luật sư Miếng cho biết phiên phúc thẩm xử ông Trực chỉ lặp lại các tình tiết trong phiên tòa sơ thẩm. Hội đồng xét xử cũng chỉ là lặp lại các tình tiết mà bên hội đồng xét xử sơ thẩm và lại đưa ra kết luận y chang như vậy. Là trong phiên tòa thì không có một cái gì mới. Mặc dù là ông nói là ông không có mục đích là đổi chức vị nhân dân, cái hành vi của ông á đã tố cáo cái mục đích của ông. Cho nên là đề nghị là y án và tòa đã chấp nhận là y án. Luật sư Nguyễn Văn Miếng chia sẻ trên Facebook lời nói sau cùng của nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực tại phiên phúc thẩm ngày 26 tháng 12. Tôi khẳng định rằng tôi không lật đổ bất kỳ ai, tôi chỉ cổ suý cho dân chủ, nhân quyền và bảo vệ môi trường tại Việt Nam cho đến khi nó được thực thi tốt nhất. Ngày 12 tháng 9 năm 2018, tòa án sơ thẩm ở Quảng Bình đã tuyên án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù và 5 năm quản chế vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ngay sau phiên sơ thẩm, Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam vừa tuyên một bản án hà khắc với chứng cứ mơ hồ đối với nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực. Ngay sau phiên xử, nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, viết trên Twitter, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiểm soát phiên tòa trá hình với mức án nặng nề đối với ông Nguyễn Trung Trực. Thật không công bằng chút nào khi chính quyền quá lạm quyền.